Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Hiền Discovery. Hôm nay Hiền Discovery giới thiệu với quý vị và các bạn cách cạo gió. Cạo gió thì ta sẽ bôi dầu gió và cạo từ gáy xuống sống lưng. Có rất nhiều lý do để mình phải cạo gió. Thường thì có bệnh về trúng cảm gió này. Đấy, là phải cạo gió. Rồi đau mỏi vai gáy, thoái hóa xương khớp dẫn đến chèn vào dây thần kinh và chèn mạch máu, thiếu máu não dẫn đến bị thiếu máu não, cũng phải cạo gió. Cạo gió thì có rất nhiều phương pháp cạo khác nhau, nhưng mà cái cách cạo gió này thì là tương đối là truyền thống. Bôi dầu gió sau đó là dùng thìa dày hoặc là có cái đồ chuyên để cạo gió thì cạo. Cạo thì cạo từ gáy, từ sống lưng, từ gáy xuống sống lưng và hai bên cạnh sườn và ở vai gáy, hai bên cạnh gáy và vai gáy. Thời lượng làm video thần cạo gió đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn quý vị và các bạn vào những video kế tiếp. Nếu cảm thấy thú vị, hãy để lại đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được video mới nhất khi có video. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.